Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua BT Win Chiban 520. BT Win là một thương hiệu xe hàng đầu châu Âu, luôn nằm trong top những chiếc xe yêu thích nhất ở thị trường châu Âu các bác nhé. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và về tổng thể chiếc xe thì còn rất là mới, trên 90%, vài vết xước răm không đáng kể. Xe được sơn một lớp sơn lì màu cam và màu trắng này, phối hợp rất là đẹp. BT Win Chiban 520, một thương hiệu của Phần Lan. Trước đây em đã về cũng 2-3 chiếc BT Win rồi, mà đây có thể là nói là chiếc BT Win mới nhất mà bên em về đây. Đây là lớp băng dính để cho xích không cọ vào khung, các bác không thích có thể bóc ra. Vâng, và xe được trang bị càng carbon. Đây các bác có thể nhìn thấy những vân carbon nổi trên càng xe. Vâng, và khung xe có size L phù hợp với các bác từ 1m67 trở lên đến tầm 1m75, 1m77, từ 1m67, 1m77 các bác nhé. Đây là thương hiệu của xe đây, cờ Phần Lan. Và khung xe được trang bị nhôm 6061, aluminium 6061, là một loại nhôm siêu nhẹ và bền. Những video trước em cũng đã giới thiệu về những loại khung là 6061 rồi, các bác không còn xa lạ gì với loại khung này. Hình thức xe rất là mới. BT Win Chiban 520 đây là yên của xe, thương hiệu BT Win luôn, nguyên bản rất là mới các bác nhé. Những cái lỗ trên yên giúp thấm hút mồ hôi này. Cọc yên nguyên bản. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của BT Win. Chiếc xe này em thấy là chủ trước rất là ít đi, thức rất là mới. Tay nắm rất êm, có những cái lỗ li ti để giúp thấm hút mồ hôi đây, giúp các bác chạy đường dài mà không bị mồ hôi tay nó bám ở trên ghi lông xe. Sử dụng bộ tay lắp của Shimano Sora, bên lái bên lip 9 tổng. Và 3 tầng bên đĩa. Mặc dù là xe đua nhưng mà có 3 tầng đĩa các bác nhé, giúp cho xe nhiều tốc độ hơn. Lốp thì còn rất là mới, xe rất là ít đi đây, những chiếc vân còn nguyên.
Đây các bác thể nhìn thấy. Vâng, và đây là thông số lốp xe 700x23C. Lốp xe thông dụng mà rất nhiều đồ. Nếu mà đây, các bác có thể thấy đây. Lốp thì rất là mới. Bộ phanh 3 mảnh của BTWin. Và điều đặc biệt của cái thương hiệu BTWin này là bàn đạp lúc nào cũng có cái gắn giày các bác nhé. Xe BTWin nào có cái này. Vâng, và xe sử dụng củ đề Shimano Sora. Đùi đĩa 3 tầng Shimano Sora. Đạp đĩa Shimano Sora luôn, đồng bộ. Lipstick còn rất là mới. Vâng, và xe sử dụng bộ cấu hình 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Vâng, và bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, lên lít. Vâng, chuyển động rất là tốt, rất là trơn tru các bác nhé. Bây giờ xuống lít đây. Sử dụng bộ chuyển động của Shimano là xe không một lỗi nhỏ nào cả. Vâng, và đây là xuống đĩa. Đạp đĩa Shimano Sora. Đùi đĩa 3 tầng lên đĩa. Xe chuyển động rất là tốt. Mình sẽ đi qua khung xe xem còn cái gì không. Đây là mã vạch của xe. Mã vạch chính hãng của xe đây các bác. Các bác có thể lên Google để search thêm về thương hiệu BTWin này. Một thương hiệu hàng đầu châu Âu. Luôn được bình chọn làm trong top những chiếc xe đáng mua nhất châu Âu đây. Tay nắm rất là đẹp. Tay Shimano Sora. Vâng, và chiếc xe BTWin Chiba 520, một thương hiệu hàng đầu châu Âu, đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 8,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.